Xin chào tất cả các em. Tiếp tục tối hôm nay thầy sẽ chừa nội dung buổi live số 14 về tổng ôn về di truyền quần thể và ứng dụng di truyền vào tròn giống. Bị treo không nhỉ? À, máy có vẻ như bị đơ nhỉ? Tổng ôn 14. Xin chào tất cả các em. À, đường truyền quá chậm cho nên là các em khi tương tác với thầy thì thầy muốn các em nói rõ câu nào cần chữa kỹ, thầy để chữa cho các em nhé. Huyền Phi sinh 11 có ra chương 2 với chương 3 không thầy? Nội dung này không còn mới nữa em à. Thầy đã hướng dẫn các em trong nội dung khóa ôn rồi, và các em cứ bám sát cấu trúc đề của thầy. Ở những buổi live này không nên hỏi những nội dung tế nhị như vậy nhé, bởi vì có nhiều người là người ta thấy là ấy thì không hay, nên là thầy muốn dành thời gian tối hôm nay để chúng ta chia sẻ và truyền bá toàn bộ lại nội dung kiến thức phần sinh học 12 này ở chương 3 và chương 4 đấy, để chúng ta sẽ chia sẻ thôi. Có Minh Thắng thầy à? Để chúng ta cùng các bạn, hiện nay đã khá nhiều bạn rồi, chúng ta cùng chia sẻ với các nhóm học tập để các bạn cùng biết em nhé, chia sẻ đấy. Các em có cần chữa kỳ câu nào thì các em hãy trao đổi nhắn cho thầy câu đó. Chứ còn mạng đường truyền của mạng chậm, trên khi các em tương tác với thầy thì nội dung đường truyền đã đi được rất nhiều câu hỏi, cho nên là đôi khi thầy không biết được các em muốn nói câu nào các em nhé. Vì các em biết rằng là mạng rất chậm, cho nên khi các em tương tác thì thầy nhìn thấy tương tác các em thì lúc đấy đã qua 1 đến 2 phút rồi. 1-2 phút rồi, cho nên là thời gian là rất quan trọng nhé. Đấy, nên các em hãy nói rõ cần chữa câu nào. Hiện nay đã gần 200 bạn rồi, chúng ta cùng đợi thêm một tí nữa thì chúng ta chữa, vì là một số bạn hiện nay là chưa biết thầy tối nay live, cho nên là sẽ đang còn chờ đợi một tí nữa nhé. Vâng, xin chào các em. Rất nhiều bạn đã cho đáp án 1 là A rồi. 1A rồi, vâng. Chúng ta rất là nhanh, đúng không? Rất là nhanh. Đấy. Rất là nhanh rồi. Xin chào tất cả các em.
Đào Vi em chào thầy. Vâng, xin chào Đào Vi, Duyên, Nguyễn. Xin chào các em. Chúng ta bắt đầu các em nhé. Nội dung tối hôm nay có 20 câu. Trong đó 11 câu đầu là tương đối đơn giản. Còn 9 câu sau là những câu mà rất vận dụng là cao. Vì vậy chúng ta cần phải làm nhanh những câu hỏi đầu. Sau đó chúng ta có thời gian để chúng ta cần phải làm các câu hỏi tiếp theo. Bây giờ thầy xin được chừa câu hỏi thứ nhất. Đấy, câu hỏi thứ nhất nhé. Thầy bóc cái ghim của đề. Câu hỏi thứ nhất các em. Mạng chậm quá. Mạng rất chậm các em ạ. Câu hỏi thứ nhất là một quần thể có thành phần kiểu ren. Có thành phần kiểu ren là 0,4. A lớn 0,2 và 0,4. A lớn bằng bao nhiêu? A lớn thì ta biết rằng là A lớn bằng 0,4 cộng 0,2 trên 2 bằng 0,5. Vậy đáp án là A. Đáp án A. Đấy. Các em có nhìn thấy rõ không ạ? Nhìn thấy rõ không? Có thấy rõ đúng không? Ở câu B. Câu B. Chúng ta thấy rằng là ở câu 2. Ở trâu, gen D quy định lông đen trội hoàn toàn so với D nhỏ. Gen D lớn, gen D lớn. D lớn trội hoàn toàn so với D nhỏ lông trắng, bị nhầm rồi đấy. Bị nhầm. Bị nhầm ở câu này là bị nhầm rồi đấy, D lớn thành D nhỏ rồi. Đấy, bị sửa đấy nhá. D lớn thành D nhỏ. Câu rất đơn giản nhưng bị nhầm rồi. Thì chúng ta thấy rằng là một quần thể có 1.000 con, trong đó có 440 con lông trắng. Tần số tương đối của Allen là. Đấy, với điều kiện ở câu này phải được quyền là quần thể phải cân bằng di truyền. Thiếu mất cân bằng di truyền các nhé. Câu dễ thầy là chủ quan này để sót mất cái điều kiện là cân bằng di truyền. Cân bằng di truyền thì ta biết rằng là 0,40 trên 1.000 là bằng 0,04. 0,04 như vậy là dê nhỏ thì bằng 0,2. Vậy đáp án là C. Dê nhỏ 0,2 và dê lớn là bằng 0,8. Phải cân bằng đúng chưa? Đấy. Vì lỗi câu này, câu dễ mà lại bị quên khi làm thì không kiểm tra. Đấy, câu hỏi dễ vì câu hỏi dễ thường chúng ta hay chủ quan. Hay chủ quan các bạn. Câu hỏi số 3. Thế hệ xuất phát của một quần thể ngầu phối có 200 cá thể đực A lớn, 300 cá thể đực A lớn A nhỏ, 500 cá thể cái A nhỏ nhỏ. Tần số Allen của quần thể là. Đối với quần thể này mà khi hỏi như thế này thì chúng ta tính bình thường. Tính bình thường tức là thế nào các em? Tức là ta có là A lớn sẽ bằng 200 cộng với 200 cộng với là 300 trên 2 tức là 150. Tất cả chia cho tổng là 200, 300 đó là 1.000 bằng 0,35. Như vậy đáp án A. Còn nếu ở bài này mà hỏi lúc cân bằng di truyền thì lại khác với em này. Nếu hỏi cân bằng di truyền thì tần số Allen sẽ bằng trung bình cộng tần số của hai giới. Lúc đấy nếu cân bằng di truyền, lúc quần thể cân bằng di truyền thì A lớn sẽ bằng A lớn của đực cộng A lớn của cái trên 2. Mà A lớn của đực, đực là có 3, có 200 A lớn, 300 A lớn A nhỏ. Như vậy tổng là 500. 500 con đực thì A lớn sẽ bằng 0,4 cộng 0,3 là 0,7. Đực sẽ bằng 0,7. 0,7 cộng 0 trên 2 cũng bằng 0,35. Như vậy trong trường hợp này cho dù cân bằng hay không bằng thì A lớn được bằng 0,35 các em ạ. Nhá. Ở rất nhiều em đã tương tác rồi, 277 em rất nhiều em tương tác. Chúng ta cùng tương tác và cùng chia sẻ các em nhé. Đấy. Chúng ta sang câu hỏi số 4. Khi nói về quần thể tự phối, tự tụ phấn, phát biểu nào sau đây đúng?
Tự thụ phấn qua nhiều thế hệ luôn dẫn đến hiện tượng thoái hóa giống. Luôn dẫn đến thoái hóa giống là sai. Bởi vì thoái hóa giống hay không là tùy thuộc vào giống có kiểu gen như thế nào. Nếu ban đầu giống có kiểu gen là A lớn thì quá trình tự thụ phấn qua nhiều thế hệ cũng không gây thoái hóa giống. Nhài Nguyễn hơi lác, em không xem được cả các em. Các em xem thử câu nào, nội dung nào mà bị mờ, bị khó quan sát thì các em nói nhé. Đấy. Đấy. Các em nếu mà tương tác kém thì các em trao đổi với thầy nhé, để thầy điều chỉnh. Nhưng mà đường mạng, đường truyền thường là ở quê cho nên chất lượng kém hơn ở Hà Nội em ạ. Đấy. Tự thụ phấn qua các thế hệ làm tăng tần số alen lạn là sai. Quá trình tự thụ phấn không làm thay đổi tần số alen. Quần thể tự thụ phấn thường bao gồm các dòng thuần chủng về các gen khác nhau là đúng, thường là thuần chủng. Khi trong tự nhiên thì các quần thể tự thụ phấn là tạo ra các dòng thuần. Quần thể tự thụ phấn thường có đa dạng di truyền cao hơn quần thể giao phấn ngẫu nhiên là sai. Như vậy đáp án là C. Câu 5. Đặc điểm di truyền đặc trưng cho các quần thể giao phối ngẫu nhiên là nhóm tuổi và tỷ lệ giới tính là sai. Nhóm tuổi, tỷ lệ giới tính là đặc điểm về sinh thái chứ không phải đặc điểm di truyền. Tần số alen và tần số kiểu gen là đúng. Đối với quần thể giao phối ngẫu nhiên thì tần số alen và tần số kiểu gen là đặc điểm quan trọng của quần thể giao phối ngẫu nhiên. Đặc điểm quan trọng đấy, đặc trưng đấy, đặc trưng đấy. Như vậy đáp án B. Nuôi cấy các hạt phấn của cơ thể có kiểu gen A lớn A nhỏ, B lớn B nhỏ, D lớn, như vậy là có 3 cặp gen dị hợp. 3 cặp gen dị hợp sau đó lượng bội hóa tạo nên 8 dòng thuần chủng. Tạo nên 8 giống em ạ. Tạo nên 8 giống. Đấy. 8 giống. Khi nói về ưu thế lai có bao nhiêu phát biểu thôi đúng? Khi nói về ưu thế lai có bao nhiêu phát biểu đúng? Đã xem. Giống khi lai hai dòng thuần chủng có kiểu gen khác nhau, phép lai thuận có thể không có ưu thế lai, nhưng phép lai nghịch lại có thể có ưu thế lai. Đúng rồi. Lai thuận có thể không có ưu thế lai, nhưng lai nghịch có thể có ưu thế lai. Thậm chí cả lai thuận và lai nghịch đều có ưu thế lai, nhưng cũng có trường hợp lai thuận cũng không có ưu thế lai và lai nghịch cũng không có ưu thế lai. Các em biết rằng là điều kiện để có ưu thế lai là phải lai khác dòng thuần với nhau, lai hai dòng thuần khác nhau với nhau, nhưng không phải khi nào lai hai dòng thuần với nhau cũng có ưu thế lai đâu em nhé. Như vậy đây là đúng. Khi lai giữa hai dòng thuần chủng có kiểu gen khác nhau, ưu thế lai biểu hiện cao nhất ở đời F1, sau đó giảm dần qua thế hệ là đúng. Ưu thế lai biểu hiện cao nhất nếu có thì phải biểu hiện cao nhất. Câu 3 hỏi A em. Câu 3 hỏi tần số A nhỏ, đúng rồi. Câu 3 hỏi A nhỏ em ơi. Câu 3 hỏi A nhỏ, vậy là đáp án phải là C nhá. Câu A hỏi A nhỏ đáp án là C. À đây rồi, đáp án là C. Câu 3 đáp án C các em nhá. Lúc này hỏi A nhỏ không phải hỏi A lớn. Đúng rồi, 3C à, đúng. Đấy. Bị nhầm rồi đấy, đọc chủ quan, câu dễ cho chủ quan đọc nhầm đấy. Khi nói về ưu thế lai, chúng ta tiếp tục. Các con lai F1 có ưu thế lai nhưng không sử dụng làm giống cho đời sau. Đúng. Khi lai giữa hai cá thể thuộc cùng một dòng thuần thì đời F1 luôn có ưu thế lai là sai. Như vậy ở đây có 3 phần đúng là 1, 2 và 3. Đáp án là C. C các em nhé. Đấy. Câu 1. À, như vậy chúng ta xong nội dung thứ nhất. Câu 8. Biện pháp nào ở đây không tạo được giống mới? Các em biết rằng muốn tạo được giống mới là phải tạo ra biến dị. Phải tạo ra biến dị thì mới tạo được giống mới. Như vậy biện pháp nào không tạo ra giống mới các em xem. Dung hợp tế bào trần, nuôi cấy phát triển thành và nhân lên dòng thành dòng là đúng.
Đây là tạo ra được giống mới. Trường hợp này tạo được giống mới các em ạ. Trường hợp thứ hai là trường hợp thứ hai chúng ta xem. Nuôi cấy hạt phấn tạo nên dòng đơn bội, sau đó lượng bội hóa. Ở đây cũng tạo được giống mới. Đấy là tạo ra dòng thuần chủng các em nhé. Đấy. Chọn dòng tế bào soma có biến dị, sau đó nuôi cấy thành cơ thể và nhân lên thành dòng, cùng tạo được giống mới. Nuôi cấy mô tế bào để nhân giống vô tính là không tạo được giống mới. Không tạo được giống mới. Vì sao? Vì khi nuôi cấy mô tế bào tạo ra giống mới thì sẽ tạo ra được các cá thể có kiểu gen giống nhau và giống với cá thể ban đầu. Cho nên đấy không phải là giống mới các em ạ. Đấy. Thầy xem lại ý 4 câu 7 em. Ý 4 câu 7 thầy xem lại nhá. Ý 4 câu 7 là gì? Khi lai giữa hai cá thể thuộc cùng một dòng thuần chủng thì đổi F1 không có ô thế lai. À. Ý 4 đúng rồi, đọc lúc nãy đọc sơ sẩy quá rồi. Hai cá thể thuộc cùng một dòng thuần chủng tức là đều là thuộc dòng A lớn, B lớn chẳng hạn, lai với nhau. Thì F1 không có ô thế lai là đúng. Là đúng. Như vậy ở câu này là 4 phát biểu đó đúng các em ạ. Đáp án D. Cảm ơn các em đã tương tác và đã trao đổi với thầy. Nếu các em không trao đổi thì chắc chắn thầy cũng không nắm được rồi. Ôi dạo ơi, lầm cầm quá rồi thầy Nghệ ơi. Lầm cầm quá rồi nhá. Đấy, như vậy chúng ta xem các em nhé. Đấy. Đấy, như vậy là câu 7 là 4 phát biểu đó đúng các em ạ. Đấy. Câu 9, tế bào trần là những tế bào đã bị mất màng sinh chất, sai. Những tế bào đã bị mất thành cellulo, đúng. Tế bào trần là tế bào bị mất thành cellulo, vẫn còn lại màng, tế bào chất, nhân và các bào quang, chỉ mất thành cellulo thôi. Câu 10, bằng kỹ thuật cắt phôi động vật, người ta đã tách một phôi bò có kiểu gen A lớn A nhỏ, B lớn B nhỏ, D lớn D nhỏ, E lớn E nhỏ thành nhiều phôi, rồi cấy các phôi này vào tử cung của các bò cái khác nhau. Cấy vào tử cung bò cái sinh ra 10 bò con, biết rằng không sẽ đột biến. Có bao nhiêu phát biểu đúng? Phát biểu nào nói đúng? 10 bò con này có gen đồng hợp tử là sai. Cả 10 bò con này đều có kiểu gen giống với phôi ban đầu. Là A lớn A nhỏ, B lớn B nhỏ, D lớn D nhỏ và E lớn E nhỏ. Trong cùng một kiểu kiểm sống, 10 bò con này thường có tốc độ sinh trưởng giống nhau là đúng. Vì có kiểu gen giống nhau nên có tốc độ sinh trưởng giống nhau. 10 bò con này có bộ nhóm thể khác nhau là sai. Bộ nhóm thể cũng giống nhau, kiểu gen giống nhau, bộ nhóm thể giống nhau. 10 bò con này trưởng thành có khả năng giao phối với nhau là sai. Vì chúng cùng giới tính với nhau, cùng giới tính nên không thể sinh sản giao phối với nhau được, không thể giao phối với nhau. Như vậy câu 10 là đáp án B. Câu 11, để phân biệt dòng tế bào soma, để phân lập dòng tế bào chứa ADN tái tổ hợp, người ta phải sử dụng gen đánh dấu. Trước khi tạo ra ADN tái tổ hợp, gen đánh dấu đã được gắn vào. Gắn vào đáp án nào các em? Gắn vào thể truyền. Gen đánh dấu là được gắn vào thể truyền. Đấy. Và khi gen đánh dấu được gắn vào thể truyền thì nếu tế bào nhận được ADN tái tổ hợp thì khi đó tế bào sẽ biểu hiện có gen đánh dấu và sống sót. Cho nên đáp án là D. Bắt đầu câu 12 là những câu khó các em. Là những câu khó chúng ta cùng nghiên cứu nhé. Đấy là những câu khó đấy. Câu 12. Câu 12 các em xem. Một quần thể thực vật gen A nằm trên nhóm thể số 2 có 6 alen, gen B nằm thể số 3 có 4 alen,
biết rằng không gian đột biến theo lý thuyết có bao nhiêu phát biểu đúng? Ta xem có bao nhiêu phát biểu đúng. Ta có quần thể có tối đa 24 kiểu gen đồng hợp tử với hai cặp gen. Ta xem gen A có 6 alen, gen B có 4 alen, vậy số kiểu gen đồng hợp tử là bằng 6 nhân 4. 6 nhân 4 bằng 240. Bằng 240. Sẽ 64 bằng 24. Bằng 24 kiểu gen đồng hợp. Như vậy, 1 đúng. Quần thể có tối đa 90 kiểu gen dị hợp với hai cặp gen. 90 kiểu gen dị hợp các em. Số kiểu gen dị hợp là bằng C2 của 6 nhân với C2 của 4. Bởi vì gen A có 4, có 6 alen thì số kiểu gen dị hợp là C2 của 6. Gen B có 4 alen, số kiểu gen dị hợp là C2 của 4 và sẽ bằng 6 nhân 5 trên 2 nhân với 4 nhân 3 trên 2. 6 nhân 5 trên 2 bằng 6 nhân 5 nhân 4 nhân 3 chia cho 4 bằng 90. Bằng 90 là đúng. 90 là đúng. Vậy 2 đúng. Câu 3. Quần thể có tối đa 126 kiểu gen đồng hợp với gen A và dị hợp gen B. Đồng hợp với gen A, gen A có 6 alen. Vậy đồng hợp với gen A là 6. Dị hợp với gen B là C2 của 4 bằng 6 nhân C2 của 4 là bằng 4 nhân 3 trên 2. 4 nhân 3 trên 2 là bằng 6, bằng 36 kiểu gen. Như vậy đây là sai. Quần thể có tối đa 210 kiểu gen về cả hai gen. 210 kiểu gen các em ạ. Ta có số kiểu gen về gen A phải là, gen A phải là 6 nhân 7 trên 2. Gen B phải là 4 nhân 5 trên 2 bằng, ta có 6 nhân 7 nhân 5 nhân 4 chia 4 bằng 6 nhân 7 nhân 5 bằng 210 kiểu gen. Như vậy bằng 210. Vậy đáp án đúng là đáp án C. Đáp án C các em. Câu 13. Câu 13 các em nhé. Mấy hôm nay thầy bị ho nhiều quá các em ạ. Bị ho nhiều quá. Câu 13 ta xem. Một quần thể thực vật lưỡng bội xét gen A có và B cùng nằm trên nhiễm thể số 2. A và B cùng nằm trên nhiễm thể. A và B cùng nằm trên nhiễm thể các em ạ. Tiếp tục là trong đó A có 5 alen, B có 8 alen. Theo lý thuyết có bao nhiêu phát biểu đúng? Quần thể có tối đa 820 kiểu gen về hai gen. Ta có gen A có 5, gen B có 8. Như vậy sẽ có 40 alen về cả hai gen. Vậy số kiểu gen sẽ bằng 40 nhân 41 trên 2. Khi hai gen cùng nằm trên một nhiễm thể thì số kiểu gen được áp dụng cho số alen của tích alen của hai gen. Và lúc đấy một bên là 5, bên 8 là 40. 40 nhân 41 trên 2. 40 nhân 41 chia 2 bằng 820. Như vậy 820, như vậy đây là đúng. Quần thể có tối đa 40 gen đồng hợp, đúng. Gen A có 8, gen B có 5, vậy sẽ có 40 gen đồng hợp. Quần thể có tối đa 560 kiểu gen dị hợp về cả hai gen. Dị hợp cả gen, dị hợp về cả hai gen các em ạ. Ta biết rằng dị hợp về gen A sẽ là C2 của 5. Dị hợp về gen B sẽ là C2 của 8.
Và khi hai gen này dị hợp, vì chúng cùng nằm trên một nhóm thể, cho nên chúng ta phải có hai trường hợp, đó là dị hợp từ đều và dị hợp từ chéo. Đấy. Cho nên sẽ bằng C2 của 5 là bằng 5 nhân 4 trên 2 là bằng 10. C2 của 8 bằng 8 nhân 7 trên 2 là bằng 36 nhân 2 bằng 700. C2 của 8 và C2 của 5 nhân 2, đúng chưa? Đấy, C2 của 5 là bằng 5 nhân 4 trên 2 bằng 10. C2 của 8 là bằng 8 nhân 7. 8 nhân 7 trên 2. 8 nhân 7 nhân 10 chia 2 bằng 28 nhân 2 bằng 56. Như vậy đây là phát biểu đúng. 3 là đúng. Quần thể có tối đa 140 trở lên đồng hợp về gen A và dị hợp gen B. Đồng hợp về gen A, gen A có 5 alen, đồng hợp là 5. Dị hợp về gen B, gen B có C2 của 8. C2 của 8 bằng 28. 28 nhân 5 là bằng 140 là đúng. Như vậy đáp án là D. Câu 13 chúng ta giải quyết ngon lành các em. Đáp án D. Đấy. Câu 14. Một quần thể thực vật xét 4 gen A, B, G, E quy định 4 tính trạng khác nhau. 4 tính trạng khác nhau các em. Alen trội là trội hoàn toàn, biết không xảy ra đột biến. Theo lý thuyết có bao nhiêu phát biểu đó là đúng? Có bao nhiêu phát biểu đúng? Ta xem. Quần thể có tối đa 81 kiểu gen. Ở đây có 4 cặp gen, nhưng chưa nói rõ 4 cặp gen này nằm trên một cặp nhiễm sắc thể hay 4 cặp gen này phân ly độc lập với nhau. Nếu 4 cặp gen này mà bài toán cho biết phân ly độc lập với nhau thì sẽ có 41 kiểu gen. Nhưng nếu 4 cặp gen này cùng nằm trên một cặp nhiễm sắc thể thì sẽ có số kiểu gen là bao nhiêu? Không phải là 41 đâu, không phải là 81 đâu. Nếu 4 cặp gen này cùng nằm trên một cặp nhiễm thể sẽ có 16 alen nhân 17 trên 2. Vì 4 cặp thì sẽ có 214 bằng 16 alen. 16 nhân 17 trên 2 bằng 17 nhân 8 bằng 136. 136 kiểu gen. Như vậy tối đa phải là 136 các em ạ. 136. Có tối đa 41 kiểu gen quy định kiểu hình trội về 4 tính trạng. Ở đây chúng ta có thể 4 cặp gen này cùng nằm trên một cặp nhiễm thể, hoặc 4 cặp gen này phân độc lập với nhau, hoặc 4 cặp gen này nằm trên 3 cặp, 2 cặp, 1 cặp, vân vân, rất nhiều khả năng. Cho nên chúng ta sẽ xét trường hợp tối đa. Trường hợp tối đa là trường hợp mà 4 cặp gen này cùng nằm trên một cặp nhiễm sắc thể các em nhé. Khi 4 cặp gen này cùng nằm trên một cặp nhiễm thể thì kiểu hình trội về 4 tính trạng sẽ có 41 kiểu gen. Vì sao? Đây là phát biểu đúng. Vì sao? Thầy giải cho các em. 4 gen thì có 41 kiểu gen. Đó là trường hợp thứ nhất là 4 gen này là A, B, G, E. Trường hợp thứ nhất là kiểu hình trội về 4 tính trạng A gạch, B gạch, G gạch, E gạch. Thì ta có thứ nhất là 4 cặp gen này là 4 cặp gen dị hợp. 4 cặp dị hợp đó là A lớn, B lớn, G lớn, E lớn, trên A nhỏ, B nhỏ, G nhỏ, E nhỏ. Nếu 4 cặp gen này dị hợp thì việc đảo vị trí của các gen E, G và B sẽ có 2 mũ 3 kiểu gen bằng 8. Khi trên một cặp nhiễm sắc thể có N cặp gen dị hợp thì số kiểu gen về N cặp gen dị hợp này là 2 mũ N trừ 1. 2 mũ N trừ 1 các em nhé. Đấy, trừ 1 ở trên mũ. Bởi vì đổi vị trí của E sẽ có 2 trường hợp, đổi vị trí của G sẽ có 2 trường hợp tiếp theo,
đổi vị trí của B cũng sẽ có hai trường hợp tiếp theo. Còn vị trí của A thì không đổi đâu. Nếu A đổi thì nó trùng lặp với ban đầu. Cố định hệ quy chiếu là A lớn phía trên, A nhỏ phía dưới. Cho nên ta phải có 218. Trường hợp thứ hai là ba cặp ren dị hợp, bốn dị hợp là có 218. Ba cặp ren dị hợp, ba cặp dị hợp và một cặp đồng hợp, đó là A lớn, B lớn, D lớn, E lớn trên A nhỏ, B nhỏ, D nhỏ, E lớn. Khi bốn ba cặp dị hợp này thì phải có 2 mũ 2. Nhưng vì có thể đồng hợp ở E, có thể đồng hợp ở D, có thể đồng hợp ở B, có thể đồng hợp A, cho nên ta phải nhân với 4 trường hợp nữa là bằng 16. Bằng 16. Trường hợp thứ ba là hai cặp ren dị hợp và hai đồng hợp. Ví dụ A lớn, B lớn, D lớn, E lớn trên A nhỏ, B nhỏ, D lớn, E lớn. Thì số kiểu ren phải là C2 của 4 nhân 2 mũ 1. Vì hai cặp dị hợp thì sẽ có 2 mũ 1 loại vị trí. Và với 4 cặp mà có 2 cặp dị hợp thì đó là C2 của 4. Đó là C2 của 4 các em ạ. Và khi có C2 của 4 thì chúng ta lại bằng C2 của 4 là bằng 4 nhân 3 nhân 2 là bằng 6. 6 nhân 2 là bằng 12 kiểu ren. Và trường hợp tiếp theo là một cặp dị hợp các em. Các em hiểu không? Một cặp dị hợp và ba cặp đồng hợp thì ta sẽ có là ví dụ như là A lớn, B lớn, D lớn, E lớn trên A nhỏ, B lớn, D lớn, E lớn thì sẽ có C1 của 4 vì có thể dị hợp ở A hoặc ở B hoặc C hoặc D nhân với 2 mũ 0 bằng 4 kiểu ren. Và trường hợp cuối cùng là có 0 cặp dị hợp và 4 cặp đồng hợp thì có duy nhất một kiểu ren. Duy nhất một kiểu ren A, B, D, E. Vậy có 1. Vậy đáp án bằng 8. Bằng 8. 8 cộng 16 cộng 12 cộng 4 cộng 1 là bằng 41. Bằng 41 các em nhé. Bằng 41. Đấy. Như vậy 2 là đúng. Nội dung này ở trong đề VIP 3 vừa rồi có nhiều em hỏi, và vì đề VIP 3 thời gian quá dài thì thầy không thể chữa chi tiết được, và thầy chỉ nói một cách ngắn gọn là có 41 kiểu ren. Và hôm nay thầy dành thời gian để chữa kỹ câu hỏi này cho các em ở trong đề VIP 3. Đề VIP 3 là một đề mà rất nhiều bạn khen hay ở những câu hỏi lý thuyết của phần di truyền, và cả những câu hỏi lý thuyết ở phần sinh thái tiến hóa cũng đều hay. Bài tập thì rất là vận dụng cao rồi các em ạ. Đấy, đề VIP 2 trong nhóm bí mật của thầy đấy. Câu 3. Có tối đa 5-6 kiểu ren quy định kiểu hình trội về 3 tính trạng. Trội về 3 tính trạng thì ta phải có, vì có 4 tính trạng mà trội 3 tính trạng thì ta có C1 của 4. 1 tính trạng lặn và 3 tính trạng trội là C1 của 4. Có 1 trội, 1 lặn và 3 trội. 3 trội kia thì sẽ có 14 kiểu ren. Bằng 4 x 14 bằng 56. Vì sao 3 trội lại có 14 kiểu ren? Thầy giải thích như sau. Ba trội thầy lấy ví dụ lặn là A, lặn A, trội B, trội D và trội E thì sẽ có 14 kiểu ren. Ba trội có 4 ren vì trường hợp thứ nhất là cả ba đều dị hợp. Cả ba đều dị hợp, ví dụ B lớn, D lớn, E lớn trên B nhỏ, D nhỏ, E nhỏ. Ba đều dị hợp này thì sẽ có 2 mũ 2 kiểu ren bằng 4. Có hai dị hợp và một đồng hợp. Hai dị, ví dụ B lớn, D lớn, E lớn trên B nhỏ, D nhỏ, E lớn thì sẽ có C1 của 3. Trong 3 cặp có 1 cặp đồng hợp, 2 cặp dị hợp là C1 của 3 nhân với 2 mũ 1 là bằng 6. Có 1 cặp dị hợp và 2 cặp đồng hợp. Ví dụ như B lớn, D lớn, E lớn trên B nhỏ, D lớn, E lớn thì có C2 của 3 nhân 2 mũ 0 bằng 3. Và trường hợp thứ tư là không cặp dị hợp thì duy nhất một kiểu ren. B lớn, D lớn, E lớn trên B lớn, D lớn, E lớn có một kiểu ren. Vậy tổng cộng là 6, 4 cộng 6 cộng 3 cộng 1 là bằng 14 kiểu ren. 4 cộng 6
cộng 3 cộng 1 bằng 14 kiểu ren. B gạch, D gạch, E gạch có 14 kiểu ren. Và vì một tính đang lặn, ba tính đang trôi, cho nên sẽ là C1 của 4. Vậy đáp án bằng 4 x 14 bằng 56 các em nhé. Đúng. Có tối đa 30 kiểu ren quy định kiểu hình trội về hai tính trạng. Trội về hai tính trạng cũng tương tự các em ạ. Là bằng gì? Là bằng C2 của 4. Trong 4 tính trạng có hai tính trạng trội. Và ở hai tính trạng trội kia thì sẽ có 5 kiểu ren. Vì sao? Hai tính trạng trội thì lấy ví dụ như B lớn, D lớn thì có hai kiểu ren, đó là có 5 kiểu ren, đó là B lớn, D lớn trên B nhỏ, D nhỏ là có 2. B lớn, D nhỏ, D lớn trên B nhỏ, D lớn là có 2, có 1. Rồi, B lớn, D lớn trên B lớn, D nhỏ cũng có 1 nữa. Và B lớn, D lớn trên B lớn, D lớn là có 1 nữa. Như vậy tổng là 5 kiểu ren. 5 kiểu ren nhân C2 của 5 là bằng, C2 của 4 là bằng 6. 5 nhân 6 là bằng 30 kiểu ren. Vậy ở câu này đáp án là C. Một câu hỏi không đơn giản chút nào các em nhé. Và vận dụng vừa quy luật di truyền, vừa di truyền quần thể, vừa quy luật di truyền. Đấy là một câu hỏi vận dụng cao và khó các em nhé. Đấy, chuẩn bị sang khó thì là rất nhiều bạn đã bắt đầu là rời khỏi cuộc chơi rồi. Các bạn như thế là không được nhé. Sao lại rời khỏi cuộc chơi nhanh thế? Đấy. Sang câu 15. Đấy, sang phần khó thì bắt đầu các bạn lại rời khỏi. Thầy thấy thế thầy cũng không vui đâu. Các em cố gắng theo dõi thật sát để cùng nhau chúng ta cùng tiến bộ em nhé. Đấy, cùng tiến bộ. Chúng ta sang câu 15. Mai Mai bảo một sai mà thầy, một là một nào sai nhỉ? Một nào sai Mai Mai nhỉ? À, một sai đúng rồi. Lúc này thầy chưa đọc 136, một sai chứ. Một sai. Như vậy là đáp án là D. Thầy chưa thì sai, mà lúc đáp án thì thầy bảo là đúng, thầy đúng là không còn là thầy nữa rồi. Cảm ơn Mai Mai nhá. Đấy, lúc này thầy chưa rồi mà. Thầy lại vòng nhầm. Câu 15 các em. Một quần thể thực vật có 2n bằng 15, 2n bằng 20. Xét 4 ren A, B, C, D. Trong đó ren A nằm trên nhiều mặt thể thường. Số 1 có 5 alen, ren B có 8 alen, ren C và D đều nằm trên thể số 3. Trong đó C có 6 và D có 3. Quần thể có 540 kiểu ren. Chúng ta có ở đây có 3 cặp nhiều mặt thể, thì chúng ta biết rằng số kiểu ren cần phải được tính theo từng cặp nhóm thể. Đó là như sau. Các em xem. Các em xem nhé. Ở đây cặp thứ nhất, ren A nằm số 1 có 5 alen. Vậy ta có 5 x 6 trên 2 ren A. Ren B nằm thể số 2 có 8 alen, là ta có 8 x 9 trên 2. Ren C và D đều nằm số 3. Trong đó C có 6, D có 3 là 18. 6 x 3 là 18, nhân 19 trên 2. Vậy số kiểu ren sẽ là 5 x 6 nhân 8 nhân 9 nhân 18 nhân 19 chia cho 8 bằng 92340. 92340. Như vậy đây là sai. Quần thể có tối đa 240 loại giao tử đực. Khi hỏi về giao tử thì chúng ta phải xét đến các alen. Giao tử sẽ bằng tích các alen các em ạ. Gen A có 5 alen, gen B có 8 alen, gen C có 6 alen, gen D có 3 alen. Vậy bằng 5 x 8 nhân 6 nhân 3 bằng 720. 720 giao tử. Vậy đây cũng là sai. Quần thể có tối đa 240 kiểu ren thuần chủng, số kiểu ren thuần chủng cùng bằng số loại giao tử các em nhé, và cũng bằng 720. Vậy cũng sai. Quần thể có tối đa 25.200 kiểu ren dị hợp về cả 4 cặp ren trên. Dị hợp về cả 4 cặp ren là chúng ta tính được như sau các em.
dì hợp với 4 cặp ren, dì hợp với ren A là C2 của 5, dì hợp với ren B là C2 của 8, dì hợp với ren C là C2 của 6, ren D là C2 của 3. Tuy nhiên, C và D vì cùng nằm trên một cặp nhóm thể cho chúng ta số dì hợp phải nhân 2 lên. Vậy C2 của 5 là bằng 5 nhân 4 trên 2, 8 nhân 7 trên 2. C2 của 6 là bằng 6 nhân 5 trên 2. C2 của 3 là bằng 3 nhân 2 trên 2, tất cả nhân 2 bằng 5 nhân 4 nhân 7 nhân 8 nhân 6 nhân 5 nhân 3 nhân 2 và nhân 2 chia cho 16 bằng 25200 bằng 25200. Như vậy đây là phát biểu đúng và đáp án là A. Đáp án A. Trong khi thi thì khi mà có 4 phát biểu mà chúng ta đã tìm được 3 phát biểu sai rồi thì đương nhiên phát biểu cuối cùng thì đương nhiên là đúng, chúng ta không cần phải làm nữa. Nhưng ở đây vì chữa online cho nên thầy muốn chữa chi tiết để các em hiểu. Các em hiểu thôi nhé. Câu 16 các em. Các bạn có hỏi về khóa học bí mật của thầy ở MUN. Khóa học bí mật của thầy ở nhóm bí mật kín thì hiện nay là đã hết thời gian khuyến mại. Nhưng nếu các em có nhu cầu thì thầy với tinh thần là rất là gần gũi gắn bó với các em thì thầy sẽ tiếp tục khuyến mại cho các em. Giá của khóa học là 300.000 cho 10 đề VIP chữa online và giải chi tiết full 40 câu hỏi. Và hiện nay đã làm được 3 đề và nội dung thầy vẫn đang lưu ở trong nhóm bí mật và các em có thể download về xem lại rất nhiều lần. Còn em nào mà muốn tiếp tục đăng ký thì thầy sẽ áp dụng chế độ khuyến mại cho các em, mặc dù thời gian khuyến mại đã hết rồi nhé. Tiếp tục khuyến mại và các em hãy liên hệ với cô Nguyễn Văn Mun để được áp dụng chế độ khuyến mại và bảo rằng thầy đã hứa với các em trong buổi livestream tối ngày 4/6/2018 này. Và bây giờ tiếp tục. Câu 16. Một quần thể tự phối có cấu trúc di truyền ở thế hệ xuất phát là 0,4. Đây là một quần thể phức tạp các em ạ. Có 3 cặp ren. 3 cặp ren nhé. 3 cặp ren. Theo lý thuyết có bao nhiêu phát biểu đúng? Ở F3 tần số A lên A lớn là 0,6. Các em biết rằng là tần số A lớn là không thay đổi theo thời gian. Và ban đầu A lớn phải bằng 0,4. Bằng 0,4 đây. Cộng với một nửa của 0,2. 0,2 trên 2. Cộng với 0 phải bằng 0, cộng với 0,4 trên 2. 0,4 ở đây A lớn lớn không, A nhỏ 0,4. Vậy bằng 0,6 là đúng. Là đúng các em ạ. Ở F2 kiểu ren A lớn A nhỏ, B lớn B nhỏ, D lớn chiếm tỷ lệ. Đầu tiên chúng ta phải xác định xem kiểu ren này do cơ thể nào sinh ra. Đối với quần thể tự thụ phấn, chúng ta phải xác định xem cơ thể nào sinh ra. Ta có cơ thể này không thể sinh ra A lớn A nhỏ được, vì đây là A lớn A lớn. Cơ thể này A lớn A nhỏ, B lớn B nhỏ, D lớn lớn có thể sinh ra. Đấy, vậy sẽ bằng 0,4 nhân với ở F2 là 1/4 A lớn A nhỏ, nhân với 1/4 B lớn B nhỏ, nhân với 1 D lớn, vậy bằng 0,025. Vậy đúng. Đáp án 2 đúng. Ở F3 kiểu ren đồng hợp lặn về cả 3 cặp ren chiếm tỷ lệ. Đồng hợp lặn về 3 cặp ren là chỉ do cơ thể 0,2 này sinh ra các em. Còn cơ thể thứ nhất A lớn thì không thể sinh ra đồng hợp lặn. Cơ thể thứ hai D lớn cũng không thể sinh ra đồng hợp lặn. Vậy cơ thể 0,2 này ta có ở F3. F3 là ban đầu hệ số của nó là 0,2 thì ở F3 sẽ là 7/16. Vì ở Fn là 2 mũ n trừ 1 trên 2 mũ n cộng 1. Kiểu ren A nhỏ bằng 2 mũ n trừ 1 trên 2 mũ n cộng 1 các em. Đấy. Và bằng 7/16. 7/16 nhân 0,2. Ta xem. 0,2
nhân 7 chia 16 bằng 0,0875 là đúng. Như vậy phát biểu 3 đúng. Phát biểu 4, ở F4 kiểu hình trội về cả 3 tính trạng chiếm tỷ lệ gần 11,3%. Trội về 3 tính trạng, ta xem, gần 11,3% em nhé. Đấy, ở F4 kiểu hình trội về 3 tính trạng, ta xem trội 3 tính trạng là kiểu hình A gạch B gạch C gạch. Ta có A gạch B gạch D gạch sẽ bằng, do ai sinh ra? Cơ thể thứ nhất không sinh ra trội về 3 tính trạng được, chỉ có cơ thể thứ hai thôi, cơ thể 0,4 này thôi, 0,4 này mới sinh ra trội về 3 tính trạng. Vậy trội 3 tính trạng là chiếm tỷ lệ là 9/16 ở F4 các em ạ. Ở F4, F4 là 17/32. Kiểu hình trội A gạch thì có tỷ lệ bằng 2 mũ N cộng 1 trên 2 mũ N cộng 1. Đấy. Nội dung này đã có công thức giải nhanh trong khóa phương pháp giải nhanh bài trong khóa nâng cao sinh học ở bài số 30 các em nhé. Thầy đã hướng dẫn các em trong số nâng cao sinh học bài 30. Đấy. Và hướng dẫn giải. Ở đây F4 vậy bằng 2 mũ 4 cộng 1 trên 2 mũ 5 bằng 17/32. Khi ra 17/12 mà vì ở đây có hai cặp dị hợp là A lớn A nhỏ, B lớn B nhỏ trên 17/32 bình phương sẽ bằng, ta có 0,4 nhân với 17 chia 32 nhân 17 chia 32 bằng gần bằng 11,28%, tức là gần bằng 11,3% là đúng. Như vậy ở câu này là 4 phát biểu đúng, đáp án là D các em. Đấy. Câu 17. Các em xem nhá. Ở một quần thể tự phối các em xem là ta có là thế xuất phát có 0,4 A lớn A lớn và 0,6 A lớn A nhỏ. Biết quần thể không chịu tác động của nhân tố tiến hóa, tức là không chịu tác động của đột biến, không chịu tác động của di nhập gen, của chọn lọc tự nhiên, của yếu tố ngẫu nhiên. Đấy, vân vân. Vân vân nhá. F2 có kiểu gen A lớn A nhỏ chiếm tỷ lệ 15%. Quần thể tự phối. Như vậy, không chịu tác động của các nhân tố tiến hóa khác, chỉ có chịu tác động của tự phối mà thôi. Vậy ở F2 thì A lớn A nhỏ bằng 0,6 nhân 1/4 bằng 0,15 là đúng. Qua các thế hệ, tỷ lệ kiểu hình hoa đỏ giảm dần và tiến tới bằng tỷ lệ kiểu hình hoa trắng là sai. Hoa đỏ giảm dần, hoa trắng tăng dần là đúng, nhưng không thể bằng nhau được. Mà hiệu số giữa hoa đỏ và hoa trắng là bằng 0,4. Ở P, hoa đỏ là 0,4, A lớn là 0,4, A nhỏ bằng 0, thì hiệu số này là bằng 0,4. Cho nên sang FN, hiệu số vẫn bằng 0,4. Đấy. Qua các thế hệ, hiệu số luôn bằng 0,4 là đúng. Ở thế hệ F3, tỷ lệ kiểu hình là 33 cây đỏ, 4 trắng. Ta có ở F3 các em. F3 thì A nhỏ sẽ bằng, ban đầu là 0,6 A lớn A nhỏ trừ đi 0,6 trên 8 tất cả trên 2. Vậy ta có bằng 0,6 trừ 0,6 chia 8 bằng tất cả chia 2 bằng 26,25%, tức là bằng 21/80. Vậy suy ra kiểu hình hoa đỏ là 59, suy ra là 59 đỏ và 21 trắng. Vậy đây là phát biểu sai. 59 21 chứ không phải là 337 đâu. Nếu kiểu hình hoa trắng bị chết ở giai đoạn phôi, đây là giả sử nhé, giả sử bị chết ở giai đoạn phôi, tức là chịu được tác động của nhân tố tiến hóa đấy,
cây có kiểu gen A lớn A nhỏ chiếm tỷ lệ. Nếu hoa trắng bị chết ở giai đoạn phôi thì ở F2, ở F2 ta có. Dạng này đã có công thức giải nhanh về ấy, nhưng mà chúng ta có thể không cần giải nhanh vì bài này rất đơn giản, chúng ta áp dụng ngay. Thì ta có F1, F1 phải là 0,3 A lớn A nhỏ, 0,15 A nhỏ A nhỏ và 0,55 A lớn A lớn. Vậy F1 phải được là 3 với 15 là 85. Như vậy là ta có là 55 chia 85 bằng 11/17 A lớn A lớn và 6/17 A lớn A nhỏ. Sang F2, F2 thì A lớn A nhỏ còn 3/17 A lớn A nhỏ và 3/34 A nhỏ A nhỏ. Vậy tỷ lệ A lớn A nhỏ sẽ bằng 3/17 chia cho 31. Đấy. 3/17, 3/34 là A nhỏ A nhỏ, vậy A nhỏ A nhỏ bị chết. Suy ra ở F2 sẽ là 3/17 A lớn A nhỏ, và ở bên này là biết bao nhiêu, các em biết không? Là 34 là 6, 6 là 9, 9 là 34 trừ 9 bằng 25. 25/34 A lớn A nhỏ. Vậy là tổng là 31. 25 16 31. Vậy ta có 6/31. 6/31 là A lớn A nhỏ. 6/31 các em. 6/31. 6/1 xem tôi đúng không? Đúng rồi, 6/31. Vậy ở câu này có 3 phát biểu đúng là 1, 3 và 5. Đáp án là A. 1, 3, 5 các em. Đấy. Chúng ta sang câu hỏi số 18, gần về đích rồi các em. Gần về đích rồi. Tiếp tục ho các em ạ. Rất là hay ho. Chúng ta tiếp tục sang câu số 18. Các em xem. Một loài thực vật có bồ nhiễm sắc thể 2N=12. Trên mỗi cặp xét một gen có 2 allele. Theo lý thuyết có bao nhiêu phát biểu đúng? Một gen có 2 allele các em nhé. Quần thể lưỡng bồi có tối đa 729 kiểu gen. Quần thể lưỡng bồi thì có 3 mũ 6 tức là bằng 9 × 9 × 9 bằng 729 là đúng. Đấy. Vì 2N=12 có nghĩa là có 6 cặp nhiễm sắc thể. Và khi có 6 cặp thì sẽ có 3 mũ 6 loại kiểu gen. 3 mũ 6 kiểu gen. Ở các đột biến thể 3 có tối đa 5.832 kiểu gen. Ở đây có 6 cặp, như vậy thể 3 sẽ có là C1 của 6 loại thể 3. Thể 3 ở cặp 1 hoặc thể 3 ở cặp 2 hoặc thể 3 ở cặp 6, vân vân. Và ở cặp thể 3 thì có 4 kiểu gen. Ví dụ A lớn A lớn A lớn A lớn hoặc A lớn A lớn A lớn A lớn, thể 3 là có 3 gen các bạn. Rồi A lớn A lớn A nhỏ, rồi A lớn A nhỏ A nhỏ, rồi A nhỏ A nhỏ A nhỏ. Thể 3 bao giờ cũng có 4 kiểu gen. Ở các cặp còn lại, mỗi cặp có 3 kiểu gen và có 5 cặp. Như vậy ta có C1 của 6 là bằng 6 nhân 4 nhân 81 nhân 3 bằng 5832. 5832. Như vậy đây là phát biểu đúng. Ở câu tiếp theo, ở các đột biến thể 1 có tối đa, đột biến thể 1 cũng tương tự các bạn, C1 của 6, ở cặp thể 1 chỉ có 2 kiểu gen thôi, đó là A lớn hoặc A nhỏ, có kiểu gen thôi, như vậy có 2 nhân với 3 mũ 5 thì bằng 5832 này chia 2 bằng 2916. Đấy, cũng là đúng. Ở câu 4, ở các đột biến thể 0, thể 0 tức là cặp nhiễm sắc thể đó không có gen nào. Vậy ta có C1 của 6 nhân với 3 mũ 5. 3 mũ 5, vậy tiếp tục lại bằng 2916 chia 2 bằng 1458.
Vậy cả bốn phát biểu đều đúng. Đáp án D. Đáp án D. Đấy. Các em có hiểu không ạ? Tiếp tục nhá. Tiếp tục. Câu 19. Ta xem. Ở câu 19 này, các em xem cho thầy, đó là một loài thực vật. Bùi Phước Thiên hiểu em. Các em nếu có nhanh quá thì các em nói nhé, vì ở đây là những câu hỏi khó nên thầy cần phải giải một cách ngắn gọn nhất. Giảng hay quá thầy ơi. Vâng, cảm ơn em. Quá hay, quá nguy hiểm. Sao lại quá nguy hiểm nhỉ? Khó quá, đúng rồi. Đây là những câu hỏi vận dụng rất cao các em ạ. Vận dụng rất cao và các em phải hiểu bản chất nội dung quan trọng nên thầy mới dành thời gian để like cái nội dung khó này cho các em. Và buổi tới, vào tối thứ năm tới thì thầy tiếp tục like cho các em một nội dung để tiếp tục vận dụng cao nữa các em nhé. Và thầy sẽ like cho các em một nội dung vận dụng cao. Từ nay đến lúc thi thì một tuần từ 2 đến 3 buổi thầy sẽ dành thời gian like cho các em. Còn các buổi tối thứ tư, thứ sáu và chủ nhật, tối thứ tư, thứ sáu, chủ nhật vào lúc 20:30 thì thầy sẽ like trong nhóm bí mật để chữa các đề online, có 10 đề giải chi tiết tất cả các câu hỏi và đều là những câu đề có độ khó cao hơn so với đề chính thức, độ khó cao hơn so với đề tham khảo của Bộ Giáo dục Đào tạo, cao hơn khoảng 110-112% so với đề tham khảo của Bộ Giáo dục Đào tạo đã trình bày trong tháng Giêng năm 2018, và đồng thời bám sát cấu trúc của đề tham khảo rất chuẩn các em nhé. Đấy, rất chuẩn. Đây thầy tiếp tục nhé. Một loài thực vật xét 6 cặp ren trội lặn hoàn toàn là A lớn, A nhỏ, B, D, E, G, H, 6 cặp ren nằm trên 6 cặp nhân thể khác nhau. Mỗi cặp ren quy định một cặp tính trạng và A len trội là trội hoàn, A len lặn là A len đột biến, mỗi ren một tính trạng và A len lặn là A len đột biến. Đấy. Trong loài này có 729 kiểu ren. Vì có 6 cặp ren nên 3 mũ 6 thì bằng 729 là đúng. Là đúng. Là đúng các em. Thứ hai, có tối đa 4860 kiểu ren ở các thể đột biến thể một kép, thể một kép thì nội dung này tương tự như lúc nãy các em đúng chưa? Thể một kép là xảy ra ở hai cặp nhiễm sắc thể. Vậy ta có C2 của 6. Ở cặp thể một kép có hai kiểu ren, hai cặp như vậy hai một kép. Các cặp bình thường có 3 kiểu ren và có 4 cặp bình thường. Vậy thì bằng C2 của 6 là bằng 6 x 5 30 bằng 15. 15 nhân với 4 nhân với 81 các em bằng 4860. Vậy đây là phát biểu đúng. Giả sử trong loài có các đột biến thể 3 ở các cặp khác nhau thì sẽ có tối đa 640 kiểu gen quy định kiểu hình trội về 6 tính trạng. Trong loài như vậy có hai loại trường hợp, một trường hợp là ở 2N, một loại trường hợp là 2N cộng 1. Ở trường hợp 2N thì loại 6 tính trạng, 6 tính trạng trội sẽ có số kiểu gen là 216 bằng 64 kiểu gen. Ở trường hợp 2N cộng 1 thì 6 tính trạng trội sẽ có số kiểu gen là C1 của 6. Vì có thể thể 1, thể 3 cặp 1, thể 3 cặp 2 hoặc thể 3 cặp 6. Nhân với ở cặp thể 3 có 3 kiểu gen quy định kiểu hình trội, đó là A lớn, A lớn, A lớn hoặc A lớn, A lớn, A nhỏ hoặc A lớn, A nhỏ, A nhỏ. Có 3 kiểu gen quy định kiểu hình trội. Ở các cặp còn lại có 2 kiểu gen. Vậy C1 của 6 bằng 6 bằng 18 x 32. Đáp án sẽ bằng 18 x 32 cộng với 64 bằng 640. Bằng 640 các em. 640. Như vậy, phát biểu 3 này là đúng. Phát biểu 4. Giả sử trong loài có các đột biến thể một kép ở các cặp khác nhau thì sẽ có tối đa 304 kiểu gen quy định kiểu hình trội ở 6 tính trạng. Thể một kép là C2 của 6. Nhân với ở thể 1 chỉ có một tính trạng chỉ có một kiểu gen quy định kiểu hình trội. Ở các cặp khác có 2 kiểu gen
Vậy sẽ bằng C2 của 6 là bằng 15 nhân với 2 mũ 4 là bằng 16. Cộng với ở các thể lượng bội là có 64 nữa. Như vậy đáp án là bằng 15 nhân 16 cộng 64 bằng 304. Như vậy là đúng. Suy ra 4 phát biểu đúng, đáp án là D. Đáp án D các em nhé. Đấy, như vậy câu tiếp theo, câu 20. Cuối cùng cũng hoàn thành công việc các em ạ. Đấy, gần một tiếng đồng hồ rồi, hơn tiếng đồng hồ rồi. Đấy. Một quần thể tự thụ phấn có thành phần kiểu gen là, một quần thể rất phức tạp các em ạ. Đấy. Hai cặp gen tự thụ phấn cho rằng mỗi gen quy định một tính trạng, allantoin là trội hoàn toàn, quần thể không chịu tác động của các nhân tố tiến hóa khác. Theo lý thuyết có bao nhiêu phát biểu đúng? F3 có tối đa 9 kiểu gen. Em xem. Ở đây ta thấy này, B là đồng hợp, E là đồng hợp, B đồng hợp, E đồng hợp, D là đồng hợp. Như vậy chỉ có A, B và B luôn luôn đồng hợp, D luôn luôn đồng hợp. Như vậy chỉ có dì hợp, chỉ dì hợp với hai cặp là, hai cặp là gì? Là A lớn A nhỏ với E lớn E nhỏ thôi. Thực tế là chỉ dì hợp với hai cặp thôi, còn lại hai cặp còn lại là đồng hợp. Ở đây cũng vậy, A đồng hợp, B đồng hợp. Đấy, đồng hợp. Như vậy với hai cặp dì hợp thì tối đa chỉ có 9 kiểu gen là đúng rồi. Là đúng rồi. Đấy. Cho nên bài toán tưởng chừng rất phức tạp nhưng chúng ta nhìn thấy rằng là rất đơn giản. Rất đơn giản các em nhé. Nguyễn Thủy Tiên muốn thầy giảng lại câu 19 này em. Nhìn các em có đề xuất thì thầy sẽ chữa lại nhá. Câu 19 thầy sẽ chữa lại nhá. Nhưng mà thầy chữa câu 20 đã nhá. Trong số các cây mang kiểu hình trội về 3 tính trạng ở F3, số cây đồng hợp tử chiếm tỷ lệ 161/225. Các em xem nhá. Các em xem. Đồng hợp kiểu hình trội về 3 tính trạng ở đây là D là lặn, D lặn. Ở đây D lặn, D lặn. Như vậy kiểu hình trội về 3 tính trạng chỉ do kiểu gen, chỉ do hai kiểu gen này thôi. Kiểu gen 0,4. 0,4 là A lớn B lớn trên A nhỏ B lớn, D nhỏ E lớn trên D nhỏ E lớn. Với kiểu gen 0,2 A lớn B lớn trên A nhỏ B lớn, D nhỏ E lớn trên D nhỏ E nhỏ. Hai kiểu gen này mới sinh ra đời con có kiểu hình trội về 3 tính trạng. Còn hai kiểu gen còn lại thì không thể sinh ra đời con có kiểu hình trội về 2 trạng đâu. Đúng chưa? Vậy ở đây ta có yêu cầu bài toán là F3. Vậy ở đây ta có sẽ có là 0,4 nhân với F3 là trội về 2 tính trạng, trội 3 tính trạng là AB, phải trội về AB. Đúng chưa? Đấy. Và trội về D. Ở đây D là đương nhiên trội rồi, à, E là trội rồi, trội về E. Trội về E, còn AB là trội về AB phải là, phải là 9 3 tính trạng mà, 9/16. Trội về AB phải là 9/16. Trội về E là đương nhiên rồi, nhân 1 cộng với 0,2. Trội về AB sẽ là 9/16. Đấy, trội về AB, trội về E sẽ là 9/16 nữa. Vậy sẽ bằng 0,4 0,4 nhân 9/16 cộng với 0,2 nhân 9/16 nhân 9/16 bằng 2882 hoặc bằng 369 chia cho 12800 F3. F3 là 2 bằng 9/16 là đúng rồi. Đồng hợp tử em ạ, à? À đồng hợp tử, đồng hợp tử thì không phải 9/16 mà đồng hợp tử là
7/16. Số cây đồng hợp tử. Đấy, thầy lại tính tính câu 2 này là tính nhầm rồi. Tính lại cho các em nhé. Tính lại thôi. Đấy. Tính lại đây. Ta có các em. Số câu 2 này bị tính nhầm rồi, chúng ta xem lại sau. Đây các em. Thiếu giấy rồi các em ơi. Câu 2 này đồng hợp tử chứ không phải là kiểu hình trội các em ạ. Trong số các cây mang kiểu hình trội về ba tính trạng, như vậy số cây mang kiểu hình trội ba tính trạng là chúng ta được 369/60 mà có kiểu gen đồng hợp tử trội chiếm tỷ lệ. Vậy ta phải tiếp tục tìm đồng hợp tử trội các em. Đồng hợp tử trội ở đây sẽ là đồng hợp tử trội ở đây sẽ là 0.4 × 7/16. Đó là đồng hợp tử trội. Nhân 1 cộng với 0.2 × 7/16 × 7/16. Đấy, ta lại tiếp tục tính các em. 0.4 × 7/16 cộng với 0.4 × 7/16 cộng với 0.2 × 7/16 × 7/16 bằng 273/1280. Vậy tỷ lệ sẽ bằng 273/369. Tỷ lệ sẽ bằng 273/269. Vậy 273 chia 369 bằng 91/123. Bằng 91/123. Đấy, 91/123 các em. Như vậy ở câu 2 là chúng ta thấy rằng là chưa đúng, đúng chưa? Câu 3. Số cá thể ở F4, số cá thể mang kiểu gen dị hợp về hai cặp gen chiếm tỷ lệ. Đồng hợp cá thể mang kiểu gen đồng hợp lặn về hai cặp gen chiếm tỷ lệ. Chúng ta xem. Ta xem nhé. Đấy. Hoàng Bảo hỏi vì sao 7/16 thầy, thầy giảng kỳ không? Đồng hợp trội. Đó là A lớn em à. A lớn thì bằng A nhỏ bằng 2 mũ n - 1/2 mũ n + 1. Vì vậy ở F3 thì n bằng 3 là bằng 2 mũ 3 - 1/2 mũ 4 là bằng 7/16. Còn kiểu hình A gạch thì bằng 9/16. Đấy. Bài này là một bài rất khó các em ạ, bài khó cho thầy dành thời gian. Thanh Mai Chi bảo rằng like xong phải hấp thụ ngay mới hiểu được. Đúng rồi, phải hấp thụ ngay chứ. Cái đó thì đương nhiên rồi. Các em mà phải cố gắng thôi, thầy cũng cố gắng nữa các em mà đúng không? Đấy. Ở câu 3, ở F4, cá thể mang cái gen dị hợp với hai cặp gen, ta xem được dị hợp do ai sinh ra các em nhá. Dị hợp do ai sinh ra ta xem này. Dị hợp về hai cặp gen thì thứ nhất là cơ thể A lớn, A nhỏ, B lớn. Cơ thể này không thể sinh ra dị hợp hai cặp gen. Không. Cơ thể thứ hai A lớn, A nhỏ, E lớn nhỏ có thể sinh ra dị hợp cặp gen. Như vậy ta có 0.2 A lớn, B lớn trên A nhỏ, B lớn, D nhỏ, E lớn trên D nhỏ, E nhỏ là sinh ra dị hợp hai cặp gen. Rồi cơ thể tiếp theo là A nhỏ B lớn trên A nhỏ B lớn đồng hợp không thể sinh ra cơ thể. Như vậy chỉ do cơ thể này thôi. Vậy ở F4 thì sẽ bằng 0.2 nhân với 1 trên 2 mũ 4. 0.2 nhân với 1 trên 2 mũ 4. À, chiếm tỷ lệ nó bị sót, bị thiếu đáp án rồi các em ơi. 0.2 nhân với 1 trên 2 mũ 4 chia cho 16 bằng 1/80. Bằng 1/80. Đấy. Chúng ta phải xác định xem kiểu gen đó do ai sinh ra.
kiểu gen đấy do sinh ra. Các em nhé. Và câu 4, trong tổng số cây ở F3 có 177 trên 630 số cây có gen đồng hợp tự lặn về hai cặp gen. Đồng hợp lặn về hai cặp gen ở đây thì do kiểu gen thứ nhất là 0,4 sinh ra. 0,4 này sinh ra. Và thứ hai là đồng hợp lặn với cặp gen 0,2 này sinh ra. Đồng hợp lặn với cặp gen do cơ thể 0,2 này sinh ra. Và cơ thể đấy, do ba cơ thể sinh ra. Vậy ta có với ba cơ thể này, thầy xin trình bày chi tiết, sau đó thầy sẽ giảng lại một số câu khác cho các em nhé. Rất khó cho nhiều bạn là rời vị trí chiến đấu rồi. Câu hỏi đỉnh quá nhưng khó rồi. Ta có 0,4 đồng hợp lặn với hai cặp gen đúng nha, 0,4 A lớn B lớn trên A nhỏ B lớn, D nhỏ E lớn trên D nhỏ E lớn thì sẽ sinh ra ở F3 đồng hợp lặn với hai cặp gen, tức là A nhỏ sinh ra A nhỏ B lớn và sinh ra D nhỏ E lớn. Vậy sẽ bằng 0,4 nhân với ở F3 là bằng 7/16. 7/16. Tiếp tục, 0,2 A lớn B lớn trên A nhỏ B lớn, D nhỏ E lớn trên D nhỏ E nhỏ thì sẽ sinh ra đồng hợp lặn về hai cặp gen. Đồng hợp lặn về hai cặp gen thì sẽ bằng 0,2 nhân với đồng hợp lặn với cặp gen có thể lặn về GE hoặc lặn về AG. Lặn về GE hoặc lặn về AG. Nếu lặn về GE thì AB phải là đồng hợp. Khi đó AB phải là 7/16. AB 7/16 nhân với GE là lặn về GE là cùng 7/16. Cộng với lặn về A và D, còn E là trội, thì ta có lặn về A là 7/16, lặn về D cùng 7/16 nữa. Đấy. Và tiếp tục cộng thêm cơ thể thứ ba là 0,2 A nhỏ B lớn trên A nhỏ B lớn, D nhỏ E lớn trên D nhỏ E lớn thì luôn luôn có 0,2. Vậy đáp án bằng 0,4 nhân 7 chia 16 cộng 0,2 nhân 7 chia 16. 7 chia 16 nhân 7 chia 16 nhân 2. 2 trường hợp 2 cộng 0,2 bằng 289 bằng 289 trên 640. 289 trên 640. Đấy, như vậy đây cũng là phát biểu sai. Vậy ở bài này chỉ có một phát biểu đúng là đáp án A các em. Đáp án A. Đấy. Còn đây là một bài học rất khó. Bài rất khó các em ạ. À? Rất khó. Còn ở câu 18, các em lúc này có hỏi câu 18, thầy nói lại câu 18 nhé. Câu 18 các em này. Câu 18 chúng ta chú ý rằng là ở ý 4, các đột biến thể không. Thể không tức là một cặp sẽ không có nhiễm sắc thể nào. Và khi cặp đó không có nhiễm sắc thể nào thì sẽ không có gen. Còn những cặp khác vẫn có gen. Vậy ta có C1 của 6 là số loại thể không. Các cặp khác vẫn có gen thì 3, 4, 5. Đấy. Và bằng 1, 4, 5, 8. 1, 4, 5, 8. Còn có bạn lúc này có hỏi về câu 19 ý 4. Câu 19 ý 4 các em. Thì chúng ta biết rằng là các thể một kép thì sẽ có tối đa 304 kiểu gen quy định kiểu hình trội về 6 sinh trạng. Ở đây chúng ta phải xét hai trường hợp các em ạ. Một trường hợp là 2N mà một trường hợp là 2N-1-1 thể một kép. Ở trường hợp 2N thì số kiểu gen là 2 mũ 6 bằng 64. Ở trường hợp 2 thể một kép
thầy một kép thì số kiểu gen sẽ bằng C2 của 6 nhân với 1 mũ 2 nhân với 2 mũ 4. Vì có hai cặp bị đột biến cho nên C2 của 6. Còn các cặp khác, hai cặp thầy 1 thì mỗi cặp chỉ có một kiểu gen. Còn các cặp khác sẽ có hai kiểu gen. Vì kiểu hình trội mà, kiểu hình trội là gồm có A lớn với A lớn A nhỏ. Còn nếu thầy 1 thì chỉ có chắc A lớn thôi. Đấy. Thầy hướng dẫn. Như vậy, nội dung của buổi live hôm nay là tương đối là phức tạp. Bởi vì nó toàn là những câu vận dụng cao. Và trong buổi tới thầy sẽ chữa lại một cách chi tiết các cái câu hỏi cho các em ở một cái buổi live tiếp theo, ở một nội dung khác. Đấy, một nội dung khác. Nhằm câu 20, thầy ơi, câu 20 là một câu thầy đi ngủ đi ạ, thầy ngủ ngon, giữ sức khỏe, Bảo Linh cảm ơn em. Câu 20 là một câu vận dụng cao và thực tế là một câu là vận dụng kiến thức trong sách giáo khoa phần quần thể tự phối và có hai cặp gen. Đấy là một câu phức tạp và để thầy muốn nhấn mạnh cách giải cho các em thôi. Chứ còn có thể không ra khó đến mức như vậy đâu. Đấy. Chào các em nhé, tối thứ tư, tối thứ sáu, tối chủ nhật thì thầy sẽ live trong nhóm bí mật của luyện đề VIP cùng thầy Nghệ. Còn tối thứ hai hôm nay với tối thứ năm thì thầy sẽ live công khai để chữa các cái chủ đề cho các em. Hẹn gặp lại các em nhé.